Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thôn Phệ Tinh Không tập 99. Ở cuối tập trước, sau khi món hồ đao bàn chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới thực lực mình, Hương một khi bán đi sẽ giúp cho mình rất nhiều, giúp nâng cấp nhanh nhất. Xem kìa, bên kia cũng có mộng bối tộc cao thăng sáng mắt lên, chỉ ra xa toa toa, những người đó đều cùng một chủng tộc với người đó. La Phong cũng nhìn theo ngón tay cao thăng chỉ. Một đám thiếu nữ tóc xanh xinh đẹp duyên dáng, hoặc là diêm dúa, hoặc là ngây ngô, nàng nào cũng đều rất mỹ lệ. Ở một bên còn có một đám nam nhân khôi ngô tóc xanh, ai cũng được mặc trang phục rất đẹp đẽ oai hùng. Đám nô lệ tộc mộng bối thấy toa toa thì có người nói một tràng những ngôn ngữ mà khó hiểu. Thiếu nữ người hầu phía sau cao thăng mắt đỏ lên lệ tuôn trào nói liên tục. Sao, ngươi biết họ à? Cao thăng kinh ngạc hỏi. Nô lệ tộc mộng bối là loại dân cư khá có tiếng tăm ở chợ nô lệ này. Dân cư tộc mộng bối tuyệt đối phải có đến ước vạn. Không ngờ nữ nô mà nhà hàng mua lại biết những nô lệ kia. Biết toa toa liền nói chủ nhân, bọn họ cùng ta đều cùng quê, một số lượng lớn đã bị lãnh chúa bắt bán cho lái buôn nô lệ. Bị lãnh chúa bắt à? La Phong đứng bên cạnh cau mày. Lãnh chúa tinh cầu chẳng những không bảo vệ dân chúng của mình, ngược lại bán họ đi. Vâng, toa toa nghiến răng nói giọng căm hận, quê hương chúng ta là một hành tinh xinh đẹp. Lãnh chúa là người mạnh nhất của chúng ta, cai trị cả hành tinh. Dưới trướng của hắn có hai đại ma vương đều là cường giả cấp hàng tinh. Cấp hàng tinh ở quê chúng ta đã là vô địch rồi. Trong bộ tộc chúng ta cũng có vài người cấp hành tinh, nhưng không phải là đối thủ của ma vương. Hai đại ma vương chỉ huy quân lính bắt đi vô số thiếu nữ, thiếu niên, sau đó bán sang tay cho đám lái buôn nô lệ, toa toa chảy nước mắt. Bao lớp người trên hành tinh lần lượt sinh ra, sau đó lại bị bán đi. Điều này là số mệnh của chúng tôi, không sao thay đổi được. Những lời này làm La Phong lạnh lòng. Trời ạ! Lại có hành tinh chuyên nuôi dưỡng nô lệ. Rồi thu hoạch như cắt rau hẹ, đem bán hết lứa này rồi tới lứa khác. Buôn nô lệ là nghề siêu lợi nhuận. Cao thăng bên cạnh lắc đầu nói, một tinh cầu có hàng trăm ức dân cư, vài chục năm là có thể sinh ra một thế hệ dân cư mới. Bán vài ức người chính là nguồn tài nguyên lớn. Nhưng loại việc như thế này rất đáng ghê tởm. Một khi có một bộ lạc sinh ra một siêu cường giả thì lãnh chúa tinh cầu đó coi như tiêu đời. Do đó bình thường chỉ dám làm như vậy với một vài bộ lạc nhỏ yếu. Mà dám làm như thế đều phải là lãnh chúa hành tinh có thế lực mạnh mẽ. Vô số chủng tộc nhân loại, có một vài chủng tộc yếu kém, cả khi trưởng thành cũng rất yếu. Để có thể sinh ra một võ giả cấp hành tinh cũng là khó khăn vô cùng. Chủng tộc như vậy, bị xem là chủng tộc nô lệ cũng là việc rất bình thường, cao thăng nói. Lạnh giá, băng hàn thấu xương, trong vũ trụ thật là trần trụi. Nếu địa cầu bị phát hiện, La Phong thầm run bắn, người địa cầu thực lực quá yếu. Đến cả cấp hành tinh bậc 1 cũng vô cùng khó khăn. Loại trình độ này mà bị một vài thế lực cường đại trong vũ trụ bắt làm chủng tộc nô lệ, đời đời kiếp kiếp sinh con đẻ cái lại bị bán làm nô lệ. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, vô cùng vô tận, cũng như tộc mộng bối đây. Không, không, trong lòng La Phong bốc lên lửa giận. Phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt không cho phép. Sau khi tới cầu Long Tinh, thấy cường giả cấp hàng tinh có thể dùng một ngón tay cũng đè chết mình, mà chỉ là quản lý nhà hàng. Chỉ là những nô lệ trọng yếu, chỉ là bảo vệ. La Phong đã hiểu. Tại sao Ba Ba Tháp bảo mình cải trang làm đệ tử đại gia tộc? Cải trang thành một đệ tử rất có bối cảnh. Vốn vũ trụ là trần trụi như vậy. Kẻ yếu sẽ bị trà đạp. Không ai bố thí cho ngươi. Chủng tộc ngươi yếu, vậy cả chủng tộc sẽ bị trà đạp, thậm chí còn bị nô dịch. Không ai giúp ngươi. Tất cả chỉ phải dựa vào chính mình. Đệ tử đại gia tộc, Lưu Ngân hộ vệ, phi thuyền Hắc Long. Ta căn bản không phải đệ tử đại gia tộc, là truyền nhân của Vẫn Mặc Tinh ư. Vẫn Mặc Tinh đã bị diệt, ta chỉ là một người địa cầu thực lực yếu kém. Phải dựa vào ngụy trang mới có thể được tôn trọng trên cầu Long Tinh. Có ai lại xem trọng một nhân vật nho nhỏ cấp hành tinh từ một hành tinh lạc hậu? La Phong nhìn nô lệ toa toa trước mắt, rồi nhìn đám nô lệ tộc mộng bối. Thực lực của nô lệ thì yếu, nhưng cũng không ít nam nô lệ đã là cấp hành tinh. Hiển nhiên, nếu nói về thực lực thì tộc mộng bối còn mạnh hơn người địa cầu. Người tộc mộng bối, người địa cầu, La Phong trong lòng thầm nhủ. Ta tuyệt đối không để địa cầu đi theo con đường tộc mộng bối. Tuyệt đối không. La Phong không kìm được ngọn lửa thiêu đốt trong lòng. Thấy tộc mộng bối, La Phong hoàn toàn sáng tỏ. Trong vũ trụ mênh mông có ngàn vạn chủng tộc nhân loại. Chủng tộc huyết thống cường đại như người man tạp, đến lúc trưởng thành là vực chủ. Còn những chủng tộc nhỏ yếu hơn cả người địa cầu. Người địa cầu xem như xếp hạng dưới, khi trưởng thành có thực lực phần lớn đều không đến học đồ bậc 1. Thật sự là quá yếu.
Người hành tinh Thiếp Tạp tại sao mạnh thế? Vì có tiền bối nỗ lực để có thể cải thiện gen cho đời sau. Bất kỳ một chủng tộc nào muốn quật khởi, tất phải có anh hùng đứng lên, phải có người tiên phong mở đường, nâng cấp nhanh nhất. Đã không có tiền bối cường giả, vậy phải do ta tự mở ra một con đường đi. Không thể dựa vào người khác, vậy chỉ có thể dựa vào mình. Khi đi cùng với toán người cao thăng trong chợ nô lệ nhìn thấy những đám nô lệ, không ít nô lệ là bị bán cả bộ tộc, cả ngàn vạn cũng có thể dễ dàng đặt hàng. Điều này làm La Phong càng lạnh buốt tâm can. Nếu có một ngày, người địa cầu bị buôn ngàn bán vạn trong đó có đồng bào mình, thậm chí còn con cháu đời sau của mình trong đó, thì quả là một cơn ác mộng. Người anh em cao thăng, ta còn có chuyện. Chúng ta chia tay nhau ở đây. Ra khỏi chợ nô lệ, La Phong cáo biệt cao thăng. Được, La Phong, có việc gì thì thông qua mạng vũ trụ giả định liên lạc với ta. Vài năm tới ta sẽ ở cầu Long Tinh, cao thăng nhiệt tình nói. Nhất định rồi đến lúc này thì hai bên chia tay. Đưa mắt nhìn theo hình bóng La Phong và hai lưu ngân hộ vệ, cao thăng thấp giọng lẩm bẩm nói là đi tu luyện bên ngoài của môn phái. Hay là thử thách cá nhân của đại gia tộc. Rồi lập tức lắc đầu mà mang theo bảo vệ dưới trướng đi luôn. Làm sao hắn ngờ được, thanh niên tóc đen nhìn như có đại bối cảnh này trên thực tế chỉ là người mạnh nhất của một hành tinh lạc hậu. Mặc dù là người mạnh nhất hành tinh thì cũng chỉ là cấp hành tinh mà thôi. Bây giờ phải làm tăng thực lực bản thân, tăng thực lực của địa cầu lên. La Phong có hai con đường để gia tăng thực lực. Thứ nhất là gia tăng thực lực thể xác con người. Thứ hai là gia tăng thực lực của kim giác cự thú. Kim giác cự thú mới có sức chiến đấu mạnh nhất. La Phong thầm nghĩ nhưng muốn cho kim giác cự thú trong vòng 1-2 năm đạt tới cấp vũ trụ thì cần rất nhiều tiền. Cho dù bán cả hồ đao bàn cũng không đủ. Vậy chỉ có một biện pháp. Làm thực lực thể xác con người của mình nhanh chóng tăng lên tới cấp hàng tinh. Sau đó, đi tới ngân hàng tinh Hà Vũ Trụ lấy tài khoản đầu tiên do sư phụ lưu lại. Dựa vào tiền trong tài khoản, làm thân thể kim giác cự thú nhanh chóng đạt tới cấp vũ trụ. La Phong dễ dàng lập ra kế hoạch cho mình. Với sự cường đại của chủ nhân vẫn mặc tinh, lão chỉ tùy tiện lấy ra một sợi tóc gáy cũng mạnh hơn vực chủ cầu Long Tinh nhiều. Tin rằng khoản tiền trong tài khoản đầu tiên hẳn sẽ không làm mình phải thất vọng. Ba ba tháp, ta muốn bán hồ đao bàn, nên đi đâu bán là tốt nhất? La Phong hỏi. Ngươi muốn bán thật sao? Ba ba tháp không kìm được hỏi lại. Đúng, La Phong vô cùng kiên định. Nếu không phải vì thi thể cường giả bất hủ, binh khí mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, rồi lại cả vĩnh hằng chi luyến còn đắt hơn cả mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu. Bất kỳ cái nào khi lấy ra bán cũng coi như chịu chết, thì La Phong cần gì phải cực nhọc vất vả như vậy chứ? Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, vĩnh hằng chi luyến đều là thứ làm cho vực chủ phát cuồng. Còn phi thuyền vẫn mặc tinh hào càng làm cho cường giả bất hủ cũng phát cuồng. Nên La Phong không dám bỏ ra cái nào cả. Muốn bán, đi kỳ bảo điếm lúc nãy, ba ba tháp nói. Kỳ bảo điếm, La Phong ngẩn tò te. Nguồn hàng của kỳ bảo điếm không bằng những nơi chuyên bán binh khí niệm lực, nên giá mua của ngươi sẽ cao hơn, nên đến kỳ bảo điếm. La Phong bay ngay đến kỳ bảo điếm. Một lát sau, là vị khách nhân lúc trước đây mà, lại tới lần nữa rồi, hẳn là muốn mua hàng. Người phục vụ trong cửa hàng thấy La Phong vội nhiệt tình nghênh đón. Tiên sinh tôn kính, ta có thể làm gì phục vụ cho ngài được? Người phục vụ mỉm cười nói. Ta muốn bán một binh khí niệm lực. La Phong nhìn hắn, điều này làm người phục vụ chấn động. La Phong nói tiếp là loại bậc 3. Vâng, xin chờ. Cho người phục vụ hơi run lên. Binh khí niệm lực vốn là xa xỉ phẩm. Mỗi lần tăng lên bậc 1, giá sẽ tăng dọa người. Binh khí niệm lực cấp 3 bét nhất cũng phải hơn 10 ức. Còn nếu là cấp 3 cực phẩm, giá đạt tới mấy ngàn ức. Tiên sinh, xin vào bên trong nói chuyện. Chẳng mấy chốc người phục vụ đã chạy ra, cung kính đưa La Phong vào phòng khách. Một lão giả trên mặt lốm đốm những vệt hai màu đỏ và xanh, cao khoảng 2 thước 6, mỉm cười đứng lên, hơi khom lưng. Khách nhân tôn kính, nghe nói ngươi muốn bán binh khí niệm lực cấp 3. Đây là một cường giả cấp hàng tinh bậc 6, ở hành tinh bình thường tuyệt đối là một người vô địch. Đúng vậy, La Phong khẽ gật đầu. Không biết là binh khí niệm lực gì? Lão giả hỏi. Trong tay La Phong xuất hiện hồ đao bàn. Lão giả sáng mắt lên. Đây là hồ đao bàn, bình thường tiệm chuyên bán binh khí niệm lực ở trong lãnh thổ đế quốc Hắc Long Sơn báo giá hồ đao bàn là 210 ức đồng Hắc Long. La Phong nói. Việc nghiên cứu chế tạo ra một loại binh khí niệm lực rất dễ bị bắt trước. Đương nhiên, binh khí niệm lực cấp 3 thì phải cường giả cấp giới chủ mới có thể miễn cưỡng chế tạo và bắt trước. Thậm chí còn yêu cầu cả cường giả bất hủ sáng tạo. Buôn bán vũ khí luôn là nghề siêu lợi nhuận. Như độn thiên toa là do Hồ Diên Bác sáng chế. Còn hồ đao bàn thì không phải do lão sáng chế. Số lượng độn thiên toa trong vũ trụ khá ít. Hồ đao bàn thì lại là loại binh khí niệm lực cấp 3 tương đối thông dụng.
nên kỳ bảo điếm khẳng định cũng có nó. Lục quang bao phủ hồ đao bàn. Hà, là hồ đao bàn tiêu chuẩn, vật liệu sử dụng cũng không tệ, lại cũng không tổn hao gì nhiều. Lão giả mỉm cười nhìn về phía La Phong, ta có thể mua với giá 160 ức đồng hắc long. 180 ức, thấp hơn một chút cũng không được. La Phong lắc đầu. Giá bán 180 ức là do ba ba tháp nói cho hắn. 180 ức đồng hắc long, cái này. Lão giả nhìn La Phong. Thanh niên trước mắt xem ra hiểu rất rõ tiền lời của họ. Nếu họ muốn mua vào, đầu tiên là mua hàng rất khó khăn, cần một thời gian đợi mới có hàng. Binh khí niệm lực dù sao cũng phải giới chủ mới có thể mô phỏng, chế tạo. Tiếp theo cũng phải bỏ ra trên 180 ức mới có thể làm được một thanh hồ đao bàn. Cũng được. Lão giả nhìn La Phong. La Phong rốt cục khẽ mỉm cười, làm hợp đồng đi. Song phương ký kết hợp đồng. Bởi vì La Phong không có tài khoản trong ngân hàng, cho nên La Phong đặc biệt yêu cầu mở một tài khoản trong Tinh Hà ngân hàng. Sau đó hai bên bắt đầu giao dịch. Hồ đao bàn thuộc về kỳ bảo điếm. La Phong nhận được 180 ức hắc long tệ vào tài khoản ngân hàng. Loại chi phiếu này thật kỳ lạ, dùng tinh thần ấn ký của chủ nhân, vì vậy phải đúng chủ nhân mới có thể sử dụng. La Phong tán thưởng không thôi, đây tuyệt đối là phương pháp an toàn nhất, so với mật mã còn an toàn hơn. Dù sao, tinh thần ấn ký mỗi người cũng không giống nhau. Vũ trụ Tinh Hà ngân hàng là ngân hàng lớn trải rộng khắp vũ trụ. Tại Hắc Long Sơn Đế Quốc, chỉ cho phép mở tài khoản với mức tiền từ 1 ức trở lên, thấp hơn mức đó thì đừng hòng. 180 ức A, đây cũng có thể coi là một khoản lớn. Như bọn Cao Thăng và Vi Lâm trong nhà ăn nọ, cũng vô pháp xuất ra nhiều tiền mặt như vậy. La Phong cảm giác được 180 ức trong không gian giới chỉ, có chút kích động. Kích động cái gì? Một miếng xích hỗn đồng mẫu cũng đã vô cùng quý, phi thuyền vẫn mặc tinh do vô số xích hỗn đồng mẫu chế tạo mà thành, có thể khiến vô số bất hủ cường giả thèm nhỏ dãi. Đó mới thực sự là tài phú A. Ba ba tháp nhịn không được nói, hiển nhiên không thể chấp nhận được cái bộ dáng này của La Phong. Cho dù là quý hơn nữa, nhưng không dám lấy ra, thì quý cái rằm á. La Phong nói ra khiến ba ba tháp cứng lưỡi. Phi thuyền vẫn mặc tinh mà xuất hiện, chỉ sợ cả cái Hắc Long Sơn Đế Quốc này đều không tiếc đại giới đều nhào vô mà cướp a. La Phong còn dám lấy ra ư? Cho dù là thành cấp vũ trụ, thành vực chủ, cũng không dám lấy ra nữa chứ đừng nói là La Phong bây giờ. La Phong cùng vị lão giả đang từ vũ trụ Tinh Hà ngân hàng trở lại kỳ bảo điếm. Hiện tại cũng chưa đủ tiền để kim giác cự thú tiến tới cấp vũ trụ, như vậy. Ta phải nhanh chóng đề cao thực lực của thân thể nhân loại này. La Phong rất rõ ràng, trong vũ trụ bao la có tiền chính là có quyền lực a. Sư phụ để lại cho mình ba cái tài khoản ngân hàng, phải nhanh chóng lấy được a. Cho nên, phải nhanh chóng đề cao thực lực thân thể nhân loại mới được. Như thế, linh hồn mới có thể nhanh chóng phát triển. Dù sao linh hồn của kim giác cự thú chính là hằng tinh tứ giai, vì vậy việc đề cao thực lực của thân thể nhân loại cũng chẳng khó khăn gì. La Phong à, Mộc Nha Tinh có sinh mệnh lực lượng, đối với linh hồn, thân thể nhân loại đều có thể đề cao được, và lại không có tác dụng phụ. Cho nên, Mộc Nha Tinh có thể khiến cao đẳng chiến thần lột xác thành hành tinh cấp nhất giai. Cũng có thể khiến quái thú lột xác, ba ba tháp nói. Đương nhiên hiện tại nếu không tính thân thể, linh hồn ngươi cũng đã mạnh rồi. Ngươi chỉ cần cường hóa thân thể thôi là được. Nguyên nhân chủ yếu là thân thể nhân loại của La Phong quá yếu. Dựa vào tài phú hiện giờ của ngươi, biện pháp tốt nhất để cường hóa thân thể chính là dùng Bích Ba Tủy. Ba Ba Tháp giải thích Bích Ba Tủy là bảo vật có hiệu quả tốt nhất cho giai đoạn cấp hành tinh. Đối với mỗi cấp độ, bảo vật có thể dùng được sẽ khác nhau, giống như sinh mệnh chi thủy lúc trước đối với người bình thường thì có tác dụng mọc lại tay chân bị gãy. Còn thảo mộc chi linh có thể làm cho thực lực của chiến thần tăng lên. Một vài loại thảo mộc chi linh kỳ lạ còn có thể trị liệu cho cường giả cấp hành tinh. Nhưng, không thể tăng cường thực lực của cường giả cấp hành tinh. Lúc này, yêu cầu phải có bảo vật tốt hơn. La Phong tiên sinh, lão giả của kỳ bảo điếm mỉm cười nói đây là thẻ hội viên của kỳ bảo điếm chúng ta, dùng nó tiên sinh sẽ được hưởng chiết khấu ưu đãi. Kỳ bảo điếm chúng tôi cũng không dễ dàng phát hành thẻ hội viên đâu à. Ta hiểu được. La Phong cười. Lão giả này hiển nhiên biết La Phong có 180 ức hắc long tệ tiền mặt. Đương nhiên hy vọng La Phong sẽ mua thêm cái gì đó từ bọn họ. Các ngươi có Bích Ba Tủy không? La Phong hỏi, hắn chẳng thèm quan tâm đến bảo vật ở đây, với số vốn 180 ức. Hắn phải sử dụng một cách hiệu quả nhất để đề cao thực lực bản thân. Tuyệt đối không thể lãng phí được. Có chứ. Lão giả cấp hàng tinh bậc 6 này, tự mình phục vụ La Phong liền dẫn La Phong đến một chỗ khác, nơi đây đang nổi lơ lửng một màn hình giả định 3D, là hình ảnh của Bích Ba Tủy. Bích Ba Tủy là một loại chất lỏng như thủy ngân màu xanh lá,
mờ ảo ánh lên những hào quang kỳ dị bên cạnh có để giá. Bích ba tủy, 1 gam 9.000 đồng. La Phong khẽ gật đầu, ta cần 30 kg. 30 kg, lão già gật đầu mỉm cười. Lúc này có một số khách nhân trong Kỳ Bảo Điếm, nhịn không được nhìn La Phong. Bích ba tủy là bảo vật quý giá như thế nào chứ? Vậy mà 30 kg. Tính giá sau khi chiết khấu là 2,646 ức. Lão già mỉm cười nói, không biết La Phong tiên sinh còn cần cái gì nữa không? Những cái khác tạm thời thì không cần. La Phong cũng không thèm liếc mắt đến những thứ khác. Lão già hơi thất vọng, nhưng lập tức thực hiện nghiệp vụ của mình. Lấy từ trong một cái kho bí mật phía sau 30 kg bích ba tủy. Phải thu gom từ hàng trăm cửa hàng trên cầu Long Tinh mới đủ số. Thiếu chút nữa là không đủ hàng. Đây là bích ba tủy, tiên sinh hãy thu lấy. Lão già đưa ra một cái bình thủy tinh lớn nửa trong suốt, bên trong nhộn nhạo chất lỏng như thủy ngân, ánh lên những điểm hào quang màu xanh lá. Đã không biết có bao nhiêu người chết vì sưu tập chất lỏng này. Nếu tính bằng cao đẳng chiến thần cao cấp võ giả thì phải hơn 1.000 vạn cao đẳng chiến thần A. Được La Phong tiếp nhận cái bình trong suốt, sau đó, xoát một tiếng biến mất. Điều này khiến những khách nhân bên cạnh sợ hãi trao đổi. Hiển nhiên, người thanh niên này có không gian giới chỉ đây. Có được 30 kg bích ba tủy trong thời gian ngắn, thân thể có thể đạt được hành tinh cấp bậc 7, cùng với tinh thần niệm lực đạt tới hành tinh cấp bậc 1. Lúc đó ta có thể lấy được tài khoản ngân hàng sư phụ để lại rồi. La Phong vô cùng chờ mong bích ba tủy còn thừa có thể giúp Hồng cùng lôi thần. 30 kg bích ba tủy, La Phong mua dư ra nhiều lắm. Tiên sinh đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Lão già mỉm cười nói, nhìn theo La Phong rời đi. La Phong lại đi tới thị trường nô lệ không xa Kỳ Bảo Điếm. Trong thị trường nô lệ vẫn tấp nập như trước. Nữ nô xinh đẹp khuynh thành khuynh nước, chỉ vẻn vẹn có mấy ngàn hắc long tệ. Học đồ cửu giai võ giả, chỉ có 1/10 hắc long tệ. Tùy tiện có thể thấy được một số khách du lịch đi ngang tiện tay mua mấy nô lệ. Thực lực của ta muốn đề cao cũng cần một thời gian. Hơn nữa sau này có nhiều việc phải cần có người làm thay, sau này ta sẽ thường xuyên rời khỏi địa cầu, trong nhà cũng phải có người hầu. La Phong quyết định mua một nô lệ rồi trở về. Rất nhanh, La Phong đi vào một cửa hàng nô lệ lớn trong thành. Trong cửa hàng, tiên sinh tôn quý, không biết ngài cần loại nô lệ nào? Ở đây chúng tôi có các loại từ xinh đẹp, thực lực cường đại, loại nào cũng có. Một gã thân hình gầy giống như con khỉ, cái mũi nhọn hoắc, da đen thui liếc mắt liền nhận định La Phong là loại khách có thực lực. Ta cần nô lệ cấp hàng tinh, La Phong nói. Người phụ trách cảm thấy vui vẻ, liền cười nói, mời đến bên này, chúng ta có thông tin về rất nhiều nô lệ trên hình chiếu hư cấu, mời tiên sinh chọn lựa. Giá cả tuyệt đối hợp lý, mua nhiều chúng tôi có thể giảm giá cho ngài. Giá cả nô lệ cấp hàng tinh rất cao. Người quản lý đương nhiên cảm thấy vui vẻ. Trong phòng khách rộng rãi, trước mặt La Phong xuất hiện hình chiều hư cấu, đại lượng hình dáng nô lệ, chiều cao, thực lực, chủng tộc, giá cả đều hiện lên. Võ giả hàng tinh có giá là vài trăm vạn. Vũ giả cấp hàng tinh bậc 5-5 ức, bậc 8-10 ức, bậc 9-50 ức. Tinh thần niệm sư giá gấp 3 lần võ giả cùng cấp độ. La Phong nhìn bảng báo giá, đều là giá tiêu chuẩn của thị trường. Trừ phi có gì hơi đặc thù thì giá mới có thể hơi lên cao một chút. Còn tỷ như cấp hàng tinh bậc 9 tinh thần niệm sư cũng chỉ tính theo giá của võ giả bậc 9 mà thôi. Tinh thần niệm sư hàng tinh bậc 5, 3 người. La Phong chỉ vào màn hình giả định. Loại tộc Hắc Mông này được người phụ trách vui vẻ ghi lại. Mỗi người là 2.4 ức Hắc Long tệ, như vậy tổng giá sẽ là 7.2 ức Hắc Long tệ. Làm ăn lớn rồi, mình quả thật không nhìn lầm. Thanh niên này quả nhiên là một khách hàng lớn. Tinh thần niệm sư Hắc Mông tộc hàng tinh bậc 7, 3 người. La Phong tiếp tục nói, Hắc Mông tộc, thân thể cường hãn, tỷ lệ xuất hiện tinh thần niệm sư cũng cao. Dựa theo sự giải thích của Ba Tháp, nô lệ Hắc Mông tộc xem như loại nô lệ có chất lượng không tệ. Tinh thần niệm sư hàng tinh bậc 7, người phụ trách chấn động, nhìn La Phong. Mỗi người đều 15 ức Hắc Long tệ, ba người chính là 45 ức Hắc Long tệ đây. Cho dù là đại gia tộc trên cầu Long Tinh, cũng chỉ có nhân vật trọng yếu mới có thể tiện tay xuất ra nhiều tiền như vậy. Mà gia tộc đệ tử rất ít người có nhiều tiền mặt như vậy. Nhớ kỹ chưa? La Phong liếc qua. Ghi nhớ, nhớ kỹ rồi. Người phụ trách kích động vạn phần, nếu giao dịch này thành công, tiền hoa hồng của hắn khẳng định là không nhỏ đâu. Ừ, La Phong khẽ gật đầu, có thể chiết khấu cho ta bao nhiêu? Chiết khấu 10%, tuyệt đối là mức chiết khấu lớn nhất. Cái mũi nhọn của người phụ trách tỏa sáng. Được rồi, lấy thêm cho ta 10 tên hàng tinh bậc 1, trong đó võ giả, tinh thần niệm sư mỗi loại 5 người. Thêm 1.000 hành tinh bậc 9 tinh thần niệm sư nữa. La Phong nói, tiên sinh, trời. Dáng vẻ người phụ trách giống như cha mẹ chết,
Trừng mắt nhiều thế, ngài muốn lấy mạng ta à? 10 hành tinh bậc 1, võ giả, tinh thần niệm sư nửa này nửa nọ, cũng đã 2.000 vạn hắc long tệ. 1.000 hành tinh bậc 9 tinh thần niệm sư, giá cũng là 1 ức. Một giá thôi nhé. La Phong nhìn người phụ trách 50 ức hắc long tệ, tính luôn những tên ta mua lúc nãy phanh, người phụ trách đổ mồ hôi chán, cái mũi nhọn mồ hôi chảy ra. Trong đầu giống như cái máy tính đang điên cuồng tính toán. Được, thành giá. Người phụ trách cắn răng một cái. Giao dịch này, hắn là người phụ trách, khẳng định sẽ được một số tiền lớn. Quan trọng hơn là hắn sẽ được đề cao hơn trong mắt cấp trên. Tốt lắm. La Phong gật đầu. Hắc Mông tộc hàng tinh cấp bậc 5, bậc 7 tinh thần niệm sư đều là 3 người. Cộng thêm 5 cấp hàng tinh bậc 1 võ giả, 5 cấp hàng tinh bậc 1 tinh thần niệm sư. Rồi thêm 1.000 cấp hành tinh bậc 9 tinh thần niệm sư. Về vấn đề chủng tộc, có 13 chủng tộc tùy ngươi chọn lựa. Không thành vấn đề. Người phụ trách liền gật đầu. Ta đặt cọc trước 1 ức hắc long tệ. Các ngươi đem nô lệ tới cảng phi thuyền. Đến lúc đó chúng ta tiến hàng giao dịch. La Phong nói. Đó là đương nhiên. Người phụ trách nụ cười tươi rói. Hơn 1.000 người nô lệ, giao hàng tại cảng phi thuyền. La Phong khẽ gật đầu. Tổng cộng hơn 1.000 nô lệ. Một cái hàng không mẫu hạm trên trái đất cũng có thể chứa mấy ngàn người, trong khi hắc long phi thuyền chia là 3 tầng, đường kính 100. Nếu nhét DEI người thì một tầng có thể chứa hơn 1.000 người. Sau khi đi Càn Vu đạo trường báo danh xong, sẽ mang nô lệ về nhà. La Phong đột nhiên nghĩ đến cảng tượng, mang theo một đám nhân mã quay về địa cầu, không khỏi lộ ra một nụ cười quái dị. Đến đây thì cũng khép lại tập 99 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.